Pháp vô ngại trí, nghĩa vô ngại trí, từ vô ngại trí và lạc thuyết vô ngại trí. Bồ Tát dùng pháp vô sở đắc, tu bốn vô ngại trí như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, nay tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn, tu 18 bất cộng pháp. Thế nào là 18 bất cộng pháp? Đó là thân của Phật chẳng có lỗi, miệng của Phật chẳng có lỗi, niệm của Phật chẳng có lỗi. Phật chẳng có tưởng sai khác, Phật thường ở trong định, chẳng có gì mà Phật chẳng biết, nhưng Phật vẫn thường hành xả tâm, ý nguyện lợi sanh của Phật chẳng giảm, tinh tấn của Phật chẳng giảm, niệm của Phật chẳng giảm, thệ của Phật chẳng giảm, giải thoát của Phật chẳng giảm, giải thoát trí kiến của Phật chẳng giảm, tất cả thân nghiệp của Phật đều tùy trí huệ hành, tất cả khẩu nghiệp của Phật đều tùy trí huệ hành. Tất cả ý nghiệp của Phật đều tùy trí huệ hành. Trí huệ của Phật biết rõ các việc quá khứ vô ngại. Trí huệ của Phật biết rõ các việc hiện tại vô ngại. Trí huệ của Phật biết rõ các việc vị lai vô ngại. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, tu 18 bất cộng pháp như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Hành Ma Ha Diễn. Luận, Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn là đầy đủ bốn chánh cần và bốn như ý túc. Do nhất tâm tinh tấn tu bốn niệm xứ mà được chánh cần, lại do vào bốn định là dục định, tâm định, tinh tấn định và tư duy định mà khi xuất định để được bốn như ý túc. Hỏi, như vậy vì sao chẳng nói là trí xứ mà lại nói là niệm xứ? Đáp, lúc ban đầu tu tập, hành giả chưa có trí, nên phải lấy niệm làm cửa ban đầu, sơ môn dẫn vào đạo. Do thường niệm mà tùy theo niệm đó trí huệ được dẫn sanh, cho nên trong kinh thường nói trí huệ là thật thể của bốn niệm xứ. Vì sao? Vì do quán nội thân, do quán ngoại thân, do quán nội ngoại thân mà trí huệ được phát sanh. Nếu niệm trí huệ ngay khi duyên mà tâm chẳng tán loạn thì được bốn chánh cần. Nên biết bốn chánh cần gồm có hai pháp đoạn ác và bất thiện pháp. Đó là ác và bất thiện pháp chưa sanh thì ngăn đừng cho sanh. Ác và bất thiện pháp đã sanh thì liền phải dứt trừ. Hai pháp dẫn sanh thiện pháp. Đó là thiện pháp chưa sanh thì khiến cho sanh, thiện pháp đã sanh thì khiến cho tăng trưởng. Tuy nhiên nếu hành chánh cần quá mức thì sẽ sanh trí hỏa. Vì sao? Vì trí huệ còn cạn mỏng mà gió tinh tấn thổi quá mạnh, quá nhiều thì sẽ bị nhiễm, bị lung lạc. Bởi vậy nên phải tu định để làm lắng dịu sự kích động, cũng động quá mức độ của gió tinh tấn. Hành giả tu định lần lượt theo bốn pháp tu sau đây: dục định dẫn thành tựu dục như ý túc, tâm định dẫn thành tựu niệm như ý túc, tinh tấn định dẫn thành tựu tinh tấn như ý túc, tư duy định dẫn thành tựu tư duy như ý túc. Bốn tu bốn định trên đây dẫn thành tựu được bốn chỗ mong muốn như ý nguyện nên gọi là được bốn như ý túc. Tất cả 12 pháp trợ đạo, bốn niệm xứ, bốn chánh cần và bốn như ý túc nêu trên đây ví như thân cây lớn được giữ vững bởi năm cái rễ bám sâu vào lòng đất, đó là năm căn gồm tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Hành giả phải y nơi năm căn mà tu hành mới sanh được năm lực. Năm lực gồm tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Ví như con dao sắc bén cắt được các vật, năm lực có công năng cắt đứt sự ràng buộc của các phiền não kiết sử. Có đầy đủ năm lực rồi, hành giả mới có thể thẳng tiến trên đường đạo, tu bảy giác tri và tu tám thánh đạo vậy. Hỏi, vì sao Bồ Tát tu 37 phẩm trợ đạo mà chẳng hướng về Niết Bàn? Đáp, do thâm nhập bản nguyện đại bi, nên dù biết rõ thật tướng pháp mà Bồ Tát chẳng hướng về Niết Bàn. Trái lại, nguyện ở lại trong ba cõi nhập rộng độ hết thảy chúng sanh. Do vậy mà chư đạt Bồ Tát thường được chư Phật trong khắp mười phương đồng hộ niệm. Trong kinh nói, Bồ Tát vào thất địa, ngoài thì quán pháp không, trong thì quán ngã không. Ví như người nằm mộng thấy mình bị trói, mà khi tỉnh dậy thấy mình chẳng bị trói buộc gì cả, nên biết rõ cái ta ở trong mộng chỉ là hư dối, chẳng phải thật có, là không, là bất khả đắc. Cũng như vậy, ngay khi vừa được tỉnh ngộ, Bồ Tát biết rõ tâm là điên đảo hư vọng, quyết diệt tâm hư vọng đó. Do vậy mà Bồ Tát được chư Phật trong khắp mười phương xoa đầu thọ ký và khuyên rằng: người chớ sanh hối tâm, hãy niệm bản nguyện của mình. Người hãy vì những chúng sanh chưa ngộ đạo mà dùng pháp không để giáo hóa họ. Người mới chỉ được một số ít pháp môn, còn chư Phật trong mười phương có vô lượng pháp môn mà người chưa có được, nên người phải tu tập quán pháp không mà chẳng nên chấp đắm pháp không.
Người chưa được đầy đủ 6 pháp ba la mật, chưa được đầy đủ 18 bất cộng pháp, nên còn phải tu tập cho đầy đủ mới tọa được đạo tràng như chư Phật. Lại nữa, ngươi phải dùng bất khả đắc không để tu tập các pháp. Vì sao? Vì hành như vậy là hành bát nhã ba la mật. Nhờ vậy mà ngươi sẽ thấy rõ hết thảy pháp thế gian đều do duyên hòa hợp sanh, đều là rốt ráo không, đều là bất khả đắc. Dẫn đến các tham ưu thế gian cũng đều là rốt ráo không, đều là bất khả đắc và đều phải được tiêu trừ. Kinh. Lại nữa, này tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn, nhập các tự ngữ môn, mà ở nơi các tự, ở nơi các ngữ đều bình đẳng. Thế nào là nhập các tự ngữ môn bình đẳng? Ví như nhập tự môn A, biết rõ hết thảy pháp là bất sanh. Nhập tự môn La, biết rõ hết thảy pháp là ly cấu. Nhập tự môn Ba, biết rõ hết thảy pháp là đệ nhất nghĩa. Nhập tự môn Giá, biết rõ hết thảy pháp bất khả đắc là bất sanh bất diệt. Nhập tự môn Na, biết rõ hết thảy pháp là ly danh tướng vì là bất đắc bất thất. Nhập tự môn Lã, biết rõ hết thảy pháp thoát ra ngoài thế gian khi tri ái trong 12 tri nhân duyên diệt. Nhập tự môn Già, biết rõ do xả thí mà các thiện pháp sanh. Nhập tự môn Bà, biết rõ các pháp là ly. Nhập tự môn Trà, biết rõ các pháp là thanh tịnh. Nhập tự môn Sa, biết rõ các pháp tự tại vì tự tánh thanh tịnh. Nhập tự môn Hòa là dứt bạt các ngôn ngữ. Nhập tự môn Đa là vào các pháp như tướng bất động. Nhập tự môn Dạ là vào các pháp như thật bất sanh. Nhập tự môn Tra là vào các pháp chết phục bất khả đắc. Nhập tự môn Ca là vào các pháp tác giả bất khả đắc. Nhập tự môn Ta là vào các pháp thời gian bất khả đắc. Nhập tự môn Ma là vào các pháp ngã sở bất khả đắc. Nhập tự môn Già là vào các pháp khứ giả bất khả đắc. Nhập tự môn Tha là vào các pháp xứ sở bất khả đắc. Nhập tự môn Xà là vào các pháp sanh bất khả đắc. Nhập tự môn Bà là vào các pháp bà tự bất khả đắc. Nhập tự môn Đà là vào các pháp tánh bất khả đắc. Nhập tự môn Sa là vào các pháp định bất khả đắc. Nhập tự môn Khư là vào các pháp hư không bất khả đắc. Nhập tự môn Xoa là vào các pháp diệt tận bất khả đắc. Nhập tự môn Đá là vào các pháp hữu bất khả đắc. Nhập tự môn Nhã là vào các pháp trí bất khả đắc. Nhập tự môn Tha là vào các pháp tha tự bất khả đắc. Nhập tự môn Bá là vào các pháp phá hoại bất khả đắc. Nhập tự môn Sa là vào các pháp dục bất khả đắc, năm ấm cũng bất khả đắc. Nhập tự môn Ma là vào các pháp ma tự bất khả đắc. Nhập tự môn Hòa là vào các pháp hô hoán bất khả đắc. Nhập tự môn Ta là vào các pháp ta tự bất khả đắc. Nhập tự môn Noa là vào các pháp khứ la bất khả đắc. Nhập tự môn Phà là vào các pháp biên bờ bất khả đắc. Nhập tự môn Ca là vào các pháp tập hợp bất khả đắc. Nhập tự môn Sai là vào các pháp sai tự bất khả đắc. Nhập tự môn Già là vào các pháp hiện hành bất khả đắc. Nhập tự môn Cha là vào các pháp tạo vạch bất khả đắc. Nhập tự môn Trà là biết rõ các pháp là chỗ tột bờ bến nên là bất sanh bất diệt. Này tu Bồ Đề, các tự môn là chẳng có ngại, vô ngại, chẳng có tên, vô danh, chẳng có diệt, chẳng có nói lên được, chẳng chỉ được, chẳng thấy được, cũng chẳng ghi chép được. Phải biết hết thảy các pháp đều là như hư không. Đây là nghĩa của Đà La Ni Môn, nghĩa của tự môn vậy. Nếu có Bồ Tát ở nơi các tự môn mà ấn được tự môn A, hoặc nghe, hoặc thọ, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc trì, hoặc giảng nói cho người khác nghe, thì phải biết vị Bồ Tát ấy sẽ được 20 công đức. Đó là 1. Được nhớ biết giai, 2. Được tám quý, 3. Được rõ nghĩa thú của kinh, 4. Được tâm kiên cố, 5. Được trí huệ, 6. Được lạc thuyết vô ngại, 7. Dễ được các Đà La Ni môn khác, 8. Được tâm chẳng có nghi hối, 9. Được tâm vô phân biệt, nghe việc lành chẳng vui, nghe việc ác chẳng giận, 10. Được tâm an định, chẳng cao thấp, chẳng tăng giảm, 11. Được các phương tiện thiện xảo, biết rõ các ngôn ngữ của chúng sanh, 12. Khéo phân biệt năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên, 4 đế, 4 duyên, vân vân. 13. Khéo phân biệt các căn lợi đụng của chúng sanh. 14. Khéo phân biệt thời tiết năm tháng ngày giờ. 15. Khéo phân biệt tâm niệm của người khác. 16. Được túc mạng thông. 17. Được sanh tử thông. 18. Được thiên nhĩ thông. 19. Khéo thuyết về thị xứ và phi xứ. 20. Được bốn oai nghi ở thân.
Này Tu Bồ Đà, Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc vào Đà La Ni tự môn, như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Luận: Đà La Ni môn là các tự môn bình đẳng, chẳng có phân biệt. Bồ Tát vào Đà La Ni môn thì ở nơi hết thảy pháp đều được thông đạt vô ngại. Đây là Đà La Ni tự môn. Hỏi: Nói hẹp thì có 5.000 Đà La Ni môn, nói rộng thì có vô lượng Đà La Ni môn. Vì sao nay chỉ nói về các Đà La Ni tự môn mà thôi? Đáp: Đây chỉ mới là cửa ban đầu sơ môn và các Đà La Ni. Lại nữa, các Đà La Ni đều y theo sự phân biệt các tự mà được hình thành. Trên đây có nêu ra 40 tự. Các tự này là căn bản của hết thảy các tự môn. Nhân nói tự mà có ngôn thuyết, nhân nói ngôn thuyết mà có danh, rồi nhân nói danh mà có nghĩa. Bồ Tát khi nghe tự liền được rõ nghĩa. Trong đoạn kinh trên đây có nêu lên tự đầu tiên là A, tự sau cùng là Trà ở khoảng giữa. Có 38 tự, tổng cộng là 40 tự. Đây là căn bản của hết thảy ngữ pháp. Ý như khi nghe tự A là biết rõ các pháp là bất sanh, khi nghe tự Trà là biết rõ các pháp ở là chỗ tục bờ bến, nên là bất sanh, bất diệt, bất khả đắc. Các tự này đều ở trong thế gian nên vào được hết thảy ngữ ngôn một cách vô ngại. Ý như các chất nước dù có khác nhau vẫn có thể hòa đồng một cách vô ngại vậy. Nên biết chúng sanh do chấp các sắc pháp mà đập ra các danh tự, nhưng danh tự là bất khả đắc. Khi nghe một Đà La Ni tự môn mà chẳng rõ nghĩa thì chẳng có thể thấy, chẳng có thể biết được. Thế nhưng khi đã biết rõ nghĩa của tự môn rồi thì văn tự ngữ ngôn liền diệt, lúc bấy giờ mới thật liễu nghĩa của tự môn. Hỏi: Các Đà La Ni có vô lượng công đức, vì sao chỉ nói đến 20 công đức mà thôi? Đáp: Cũng như Bát Nhã Bà La Mật, các Đà La Ni môn có vô lượng công đức. Ở trên đây chỉ lược nói đến 20 công đức để chúng sanh dễ nhớ. Bồ Tát khi đã vào được các Đà La Ni môn rồi, thường quán tự tướng của các pháp tu tập và nhớ nghĩ các thiện pháp, nên tâm được kiên cố như kim cang, có đầy đủ các phước đức trí huệ để rồi vì chúng sanh mà thuyết pháp cho họ nghe. Nên biết có 5 phương tiện thuyết pháp, đó là do biết các pháp môn mà thuyết pháp, do biết rõ một vấn đề gì mà thuyết pháp, biết dùng các lực phương tiện khi thuyết pháp, biết khai thị nghĩa lý khi thuyết pháp, biết dùng tâm đại bi mà thuyết pháp cho người trí nghe. Bồ Tát vào được Đà La Ni biết rõ các tự cũng như các ngôn ngữ đều là danh không, nên là nghĩa không, là rốt ráo không vậy. Do biết rõ như vậy nên Bồ Tát vào được Bát Nhã Ba La Mật, được trí huệ thanh tịnh, được lạc thuyết vô ngại. Bồ Tát dùng bản nguyện đại bi rộng độ chúng sanh, nên khi vào Đà La Ni rồi thì được lạc thuyết vô ngại, dễ như trẻ tre vậy. Bồ Tát vào được Đà La Ni rồi thì đương nhiên được vô ngại, nhập vào nơi thật tướng pháp. Lại nữa, khi Bồ Tát vào được Đà La Ni rồi thì được tự tại vô ngại, nên dù có người đến mắng nhiếc đánh đập dẫn đến ám hại cũng chẳng có giận, dù có người đến cúng dường tán thán cũng chẳng vui. Bồ Tát xem thường ghét bạn thù đều bình đẳng, nên khéo biết các ngôn ngữ của chúng sanh, khéo biết thời tiết năm tháng ngày giờ, khéo biết các sự việc quá khứ hiện tại và vị lai. Biết như vậy mà Bồ Tát vẫn chẳng thù chấp các pháp tướng, vì biết rõ các pháp tướng đều là vô sở hữu. Bồ Tát biết rõ các pháp thế gian đều do duyên hòa hợp sanh, nên đều là giả thi thiết, đều là hư dối, là vô sở hữu. Phật thường dạy rằng các pháp thế gian đều là như mộng như huyễn, đều do tâm chúng sanh vọng chấp mà được tạo ra cả. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, khéo phân biệt các pháp như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Hành Ma Ha Diễn. Hết quyển 48. Luận Đại Trí Độ, quyển 49. Phẩm thứ 20, Phát Thú Thập Địa, hướng đến 10 địa. Kinh: Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, ông hỏi thế nào gọi là Bồ Tát Ma Tát Phát Thú Thập Địa chăng? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành 6 pháp Ba La Mật từ sơ địa dẫn đến thập địa, gọi là Bồ Tát Ma Tát Phát Thú Thập Địa. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát Ma Tát hành tương tục 6 pháp Ba La Mật từ sơ địa dẫn đến thập địa? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Tát biết các pháp chẳng có các tướng khứ lai, cũng biết rõ chẳng có pháp khứ lai vì pháp tướng là bất diệt vậy. Bồ Tát Ma Tát ở nơi các địa chẳng niệm, chẳng tư duy, nên tu tập trị địa nghiệp. Trị địa nghiệp cũng chẳng thấy các địa.
Thế nào là trị địa nghiệp? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Maha Tát An Chú Sơ Địa tu 10 pháp gồm: 1. Thâm tâm kiên cố mà biết rõ tâm là bất khả đắc. 2. Giữ tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh mà biết rõ chúng sanh là bất khả đắc. 3. Xả tâm hành bố thí mà biết rõ người thọ thí là bất khả đắc. 4. Thân cận thiện tri thức mà chẳng sanh cao tâm. 5. Thường cầu pháp mà biết rõ các pháp là bất khả đắc. 6. Thường xuất gia mà biết rõ gia là bất khả đắc. 7. Ái ngưỡng Phật mà biết rõ các tướng tốt của Phật là bất khả đắc. 8. Diễn nói pháp mà biết rõ phân biệt nói pháp là bất khả đắc. 9. Phá pháp kiêu mạn phát sanh trí huệ mà biết rõ trí huệ là bất khả đắc. 10. Dùng thật ngữ mà biết rõ ngôn ngữ là bất khả đắc. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát An Trú Sơ Địa, chỉ địa nghiệp đầy đủ 10 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát An Trú Nhị Địa thường niệm 8 pháp gồm: 1. Giới thanh tịnh. 2. Biết ơn và báo ơn. 3. Nhẫn nhục. 4. Thọ hoan hỷ. 5. Trạng xả chúng sanh. 6. Vào đại bi tâm. 7. Tin kính sư trường. 10. Siêng tu 6 pháp ba la mật. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát An Trú Nhị Địa thường niệm đầy đủ 8 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát An Trú Tam Địa hành 5 pháp gồm: 1. Học vấn nhiều mà chẳng nhàm chán. 2. Thanh tịnh hành pháp thí mà chẳng sanh cao tâm. 3. Trang nghiêm Phật độ mà chẳng sanh cao tâm. 4. Nhẫn thọ vô lượng khổ của thế gian mà chẳng nhàm chán. 5. Thường trú trong tam quý. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát An Trú Tam Địa hành đầy đủ 5 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát An Trú Tứ Địa chẳng bỏ 10 pháp gồm: 1. Chẳng bỏ A Lan Nhã Xứ. 2. Tri Túc. 3. Thiểu Dục. 4. Chẳng xả công đức đầu đà. 5. Chẳng xả giới, chẳng chấp các giới tướng. 6. Nhàm chán thế gian, thuận niết bàn. 7. Ghét bỏ các dục nhiễm. 8. Xả bỏ các vật sở hữu. 9. Tâm chẳng chìm đắm. 10. Chẳng ôm giữ các vật. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát An Trú Tứ Địa chẳng bỏ 10 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát An Trú Ngũ Địa xa lìa 12 pháp gồm: 1. Xa lìa người thân bạch y. 2. Xa lìa tỳ kheo ni. 3. Xa lìa san tham. 4. Xa lìa lời nói vô ích. 5. Xa lìa sự nóng giận. 6. Xa lìa sự tự cao. 7. Xa lìa sự khinh người. 8. Xa lìa người bất thiện đạo. 9. Xa lìa sự đại mạn. 10. Xa lìa sự tự dụng ích kỷ. 11. Xa lìa điên đảo. 12. Xa lìa tham sân si. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát An Trú Ngũ Địa thường xa lìa 12 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát An Trú Lục Địa hành đầy đủ 6 pháp, đó là 6 pháp ba la mật và chẳng làm 6 pháp gồm: 1. Chẳng bóng tâm thanh văn và tâm bích chi Phật. 2. Chẳng sanh ưu phiền khi hành bố thí. 3. Chẳng trốn tránh trước sự cầu xin của người. 4. Chẳng luyến tiếc các vật sở hữu đã đem ra bố thí. 5. Chẳng sanh hối tâm sau khi hành bố thí. 6. Chẳng khởi tâm nghi về các pháp thập thâm. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát An Trú Lục Địa hành đầy đủ 6 pháp và chẳng hành 6 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát An Trú Thất Địa chẳng chấp 20 pháp và hành đầy đủ 20 pháp. 20 pháp chẳng chấp gồm: 1. Chẳng chấp ngã. 2. Chẳng chấp chúng sanh. 3. Chẳng chấp thọ giả. 4. Chẳng chấp chúng sanh số, tri giả, kiến giả. 5. Chẳng chấp đoạn kiến. 6. Chẳng chấp thường kiến. 7. Chẳng chấp tác tướng. 8. Chẳng chấp tác nhân tướng. 9. Chẳng chấp danh sắc. 10. Chẳng chấp năm ấm. 11. Chẳng chấp 12 nhập. 12. Chẳng chấp 18 giới. 13. Chẳng chấp ba cõi. 14. Chẳng chấp chú xứ. 15. Chẳng chấp chỗ mong cầu. 16. Chẳng chấp chỗ y chỉ. 17. Chẳng chấp y nơi Phật. 18. Chẳng chấp y nơi Pháp. 19. Chẳng chấp y nơi Tăng. 20. Chẳng chấp y nơi giới. 20 pháp hành đầy đủ gồm: 1. Đầy đủ không. 2. Chứng vô tướng. 3. Biết vô tác. 4. Ba phần thanh tịnh. 5. Từ bi với hết thảy chúng sanh. 6. Chẳng niệm tưởng về hết thảy chúng sanh. 7. Quán hết thảy pháp bình đẳng mà chẳng chấp trước. 8. Biết thật tướng của các pháp mà chẳng niệm tướng. 9. Vô sanh pháp nhẫn. 10. Vô sanh trí. 11. Thuyết pháp nhất tướng. 12. Phá phân biệt tướng. 13. Chuyển ức tưởng. 14. Chuyển kiến. 15. Chuyển phiền não. 16. Bình đẳng huệ. 17. Lấy huệ điều ý. 18. Tâm tịch diệt. 19. Vô ngại trí. 20. Chẳng nhiễm ái. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát An Trú Thất Địa
chẳng chấp 20 pháp và hành đầy đủ 20 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát An Trú Bát Địa phải hành đầy đủ 5 pháp và nên hành đầy đủ 5 pháp. 5 pháp phải hành đầy đủ gồm: 1. Tùy thận chúng sanh tâm, 2. Du hí thần thông quán các Phật quốc, 3. Quán tự trú nơi các Phật quốc, 4. Tự trang nghiêm Phật quốc của mình như các Phật quốc mà mình đã thấy, 5. Như thật quán pháp thân và tự trang nghiêm pháp thân. 5 pháp nên đầy đủ gồm: 1. Biết căn tánh cao thấp của chúng sanh, 2. Thanh tịnh Phật độ, 3. Nhập như huyễn tam muội, 4. Tùy chúng sanh thường nhập vào các tam muội, 5. Tùy theo căn tánh chúng sanh mà thị hiện thọ thân. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát An Trú Bát Địa phải hành đầy đủ 5 pháp và nên hành đầy đủ 5 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát An Trú Kiểu Địa phải hành đầy đủ 12 pháp gồm: 1. Thọ vô biên thế giới, 2. Được như sở nguyện, 3. Biết ngôn ngữ các loài, 4. Thành tựu sanh thai, 5. Thành tựu gia đình, 6. Thành tựu chỗ sanh, 7. Thành tựu dòng họ, 8. Thành tựu quyến thuộc, 9. Thành tựu xuất sanh, 10. Thành tựu xuất gia, 11. Thành tựu Bồ Đề Thọ Trang Nghiêm, 12. Thành tựu hết thảy các thiện công đức. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát An Trụ Kiểu Địa phải hành đầy đủ 12 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Tát An Trú Thập Địa là như Phật rồi vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát An Trú Sơ Địa Trị Địa Nghiệp? Từ thâm tâm kiên cố dẫn đến dùng thật ngữ, Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nên biết nếu Bồ Tát dùng theo Tát Bà Nhã Tâm tích tập các thiện tâm thì gọi là Bồ Tát thâm tâm kiên cố trị địa nghiệp. Nếu Bồ Tát khởi bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả thì gọi là Bồ Tát sanh tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh. Nếu Bồ Tát bố thí cho hết thảy chúng sanh mà chẳng sanh tâm phân biệt thì gọi là Bồ Tát xả tâm hành bố thí. Nếu Bồ Tát thân cận cúng dường cho các bậc cao minh đã dạy dỗ và dẫn dắt mình đến nhất thiết chủng trí thì gọi là Bồ Tát thân cận thiện tri thức. Nếu Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm cầu pháp mà chẳng cầu chứng quả thanh văn, quả bích chi Phật thì gọi là Bồ Tát thường cầu pháp. Nếu Bồ Tát đời đời chẳng sanh tạp tâm, thường ở trong Phật pháp xuất gia mà chẳng chướng ngại thì gọi là Bồ Tát xuất gia trị địa nghiệp. Nếu Bồ Tát thấy thân tướng đoan nghiêm của Phật mà chọn chẳng rời Phật mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề thì gọi là Bồ Tát ái ngưỡng Phật thân. Nếu Bồ Tát đem lời của Phật hiện tại hoặc lời của chư Phật quá khứ để diễn nói cho chúng sanh, làm cho họ thấy rõ các nghĩa diệu thiện cùng các lời thanh khiết thuyết giảng ở trong 12 bộ kinh thì gọi là Bồ Tát diễn nói giáo pháp thanh tịnh xuất thế gian. Nếu Bồ Tát phá kiêu mạn, nguyện đời nào cũng thọ sanh vào nhà hạ tiện thì gọi là Bồ Tát phá kiêu mạn trị địa nghiệp. Nếu Bồ Tát y như chỗ nói mà làm thì gọi là Bồ Tát dùng thật ngữ trị địa nghiệp. Trên đây tóm lược quá trình tu tập 10 sự trị địa nghiệp của hàng Bồ Tát trú trong sơ địa. Luận: Trước đây Ngài Tu Bồ Đề hỏi về Ma Ha Diễn và đã được Phật giải đáp. Này Ngài hỏi thêm về sự phát thú của người tu theo Đại Thừa và tướng của người tu Đại Thừa. Bồ Tát Ma Tát hành Ma Ha Diễn biết rõ hết thảy pháp từ vô thỉ đến nay đều là vô khứ, vô lai, bất động, bất tĩnh, bất xuất, bất nhập, vì pháp tánh là thường trú. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát dùng đại bi tâm tinh tấn tu sáu pháp ba la mật, dùng các lực phương tiện trở lại trần gian tu tập thiện pháp để cầu các thánh địa, nhưng chẳng có chấp các địa tướng. Hỏi: Như vậy là phát thú Đại Thừa, vì sao lại nói phát thú thập địa? Đáp: Đại Thừa lấy địa làm căn bản. Quá trình tu tập của Bồ Tát Đại Thừa gồm có 10 địa. Bồ Tát tu từ sơ địa dần dần đến thập địa nên gọi là phát thú thập địa. Ví như khởi đầu tập cưỡi ngựa xong bỏ ngựa tiến lên cưỡi voi, rồi mới bỏ voi tiến lên cưỡi rồng vậy. Hỏi: 10 địa gồm những địa nào? Đáp: Nói về địa cần phân biệt rõ hai nghĩa, đó là cộng địa, Bồ Tát địa. Cộng địa bao gồm các địa từ Cản Huệ địa đến Phật địa. Ở đây đây chỉ bàn về Bồ Tát địa, gồm 10 địa sau đây: Hoan Hỷ địa, Ly Cấu địa, Phát Quang địa, Tăng Diệu địa, Năng Thắng địa, Hiện Tiền địa, Thâm Nhập địa, Bất Động địa, Thiện Tướng địa và Pháp Vân địa. Tướng của các địa được nêu rõ trong bộ Thập Địa Luận. Bồ Tát vào sơ địa phải tu tập đầy đủ 10 pháp.
từ thâm tâm kiên cố trị địa nghiệp dẫn đến thuật ngữ trị địa nghiệp. Ngài Tu Bồ Đề tuy đã biết rõ, nhưng vì muốn đoạn nghi cho chúng sanh mà hỏi Ngài hỏi Phật, thế nào gọi là trị địa nghiệp? Phật dạy Bồ Tát phải đúng theo tất bả nhã tâm mà tu tập các thiện căn mới được gọi là Bồ Tát thâm tâm kiên cố trị địa nghiệp. Cũng nên biết tất bả nhã tâm là vô thượng Bồ Đề tâm. Bồ Tát Pháp Vô Thượng Bồ Đề tâm phát nguyện rằng trong đời vị lai sẽ thành Phật độ để độ thoát hết thảy chúng sanh. Nếu Bồ Tát Lợi Căn có phước đức nhiều, nghiệp chướng ít, phiền não mỏng, thì ngay khi phát tâm đã liền được thâm tâm kiên cố, đã thâm nhập vào Phật đạo. Bồ Tát ra đời cũng chỉ vì nhất thiết trùng trí, nên ở trong bất cứ trường hợp nào, Bồ Tát cũng nguyện tu hết thảy các công đức như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định. Bồ Tát cũng tu hết thảy các công đức như vậy mà chẳng cầu phước báo ở cõi trời cõi người, chẳng cầu được thọ mạng an ổn. Hỏi: Bồ Tát chưa vào được nhất thiết trùng trí, chưa nếm được vị nhất thiết trùng trí thì làm sao có được thâm tâm? Đáp: Trước đây đã nói rằng người thiện căn đại trí do phiền não mỏng, do phước đức sâu dày, nên chẳng có đắm chấp dục lạc thế gian. Hạng người này khi chưa được nghe pháp đại thừa mà đã được như vậy rồi, nên khi vừa được nghe pháp đại thừa là liền có được thâm tâm. Ví như ngài Mahakasipa có vợ xinh đẹp đoan trang mà ngài vẫn cắt ái xuất gia theo Phật để cầu giải thoát. Lại ví như người con trai của vị trưởng giả Gia Xá, đêm đêm thấy các thể nữ xinh đẹp nằm ngủ như những xác chết, đã cương quyết từ bỏ dục lạc, đem 10 vạn lạng vàng để bên bờ sông, rồi vượt qua sông tìm đến chỗ Phật xin được xuất gia. Như vậy, ở trong thế gian cũng có vô số người từ các bậc vua chúa đến hàng thường dân nhàm chán dục lạc ra đi tìm đạo. Chư vị Bồ Tát đã đầy đủ công đức nhân duyên nên vừa nghe thuyết pháp đại thừa liền được thâm nhập vào đạo vậy. Trong phẩm Tát Đà Bà Luân có nhiều trường hợp một người con gái của một vị trưởng giả chỉ thoạt nghe người tán thán công đức của Phật đã liền xin cha mẹ đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để được nghe thuyết về Bát Nhã Ba La Mật. Do nàng đã có thiện căn thuần thục nên vừa nghe thuyết giảng là liền được thâm tâm. Vì sao? Vì khi năm căn đã được thuần thục thì phân biệt rõ được thiện ác. Lúc bấy giờ người thiện đạo dẫn đến pháp thanh văn cũng còn muốn nghe, huống nữa là nghe pháp vô thượng. Lại nữa, Bồ Tát sơ phát tâm vô thượng Bồ Đề đã là tối thượng trong thế gian rồi, huống nữa là khi Bồ Tát đã thành tựu được viên mãn vô thượng Bồ Đề tâm. Bồ Tát khi đã hưởng được khí vị của Bát Nhã Ba La Mật rồi, liền sanh thâm tâm nên rất vui mừng. Ví như người bị giam cầm lâu ngày trong ngục tối, vừa thấy ánh sáng là liền sanh tâm hoan hỷ. Bồ Tát khi thấy được ánh sáng quang minh của Phật, liền sanh thâm tâm nên rất vui mừng. Vì sao? Vì Bồ Tát do duyên nghiệp đời trước bị giam hãm trong 12 nhập vô minh hắc ám, khiến chỗ thấy biết đều bị sai lệch. Nay được nghe Bát Nhã Ba La Mật, được hưởng khí vị Bát Nhã Ba La Mật, nên liền thâm tâm niệm nhất thiết trùng trí, với hy vọng ra khỏi ba cõi sáu loài, lại tự nguyện đem phương tiện quang minh độ thoát hết thảy chúng sanh cùng ra khỏi ba cõi sáu loài như mình vậy. Lại nữa, khi phát vô thượng Bồ Đề tâm, Bồ Tát đã nguyện đem đại bi tâm thương hết thảy chúng sanh như thương Phật, thâm nhập đại bi làm lợi ích cho chúng sanh là tướng thâm tâm vậy. Khi vào sơ địa, Bồ Tát đã thường hành đại bi nên thường sanh tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, xem bản thân là một, xem bạn thù chẳng phải hai. Tình thương của Bồ Tát đối với chúng sanh bao la như biển lớn nên chẳng mảy may phân biệt. Phật lại nói rằng Bồ Tát thường hành bốn vô lượng tâm. Nghĩa của bốn vô lượng tâm như sau: một, thấy chúng sanh mà đem lòng thương xót nên sanh từ tâm. Hai, thấy chúng sanh khổ mà phát nguyện cứu khổ cho chúng sanh nên sanh bi tâm. 3. Thấy chúng sanh mà phát nguyện muốn cho hết thảy chúng sanh đều thành Phật nên sanh hỷ tâm. 4. Thấy hết thảy chúng sanh chẳng khổ chẳng lạc nên sanh xả tâm. Ngoài ra cũng nên biết xả có hai nghĩa, đó là xả tài và hành bố thí, xả kiết sử. Xả theo nghĩa thứ nhất là xả san tham, còn theo nghĩa thứ hai thì đó là xả kiết sử. Bồ Tát phải tu đến thất địa mới hoàn toàn xả sạch kiết sử. Hỏi: xả có rất nhiều nghĩa khác nhau, trong kinh có nói đến xả pháp thế gian
và xả pháp xuất thế gian. Như vậy vì sao Phật nói vô phân biệt và tránh ước tưởng nhất về trí xuất thế gian? Đáp: xả có rất nhiều tướng, này chỉ nói theo nghĩa của Pháp Đại Thừa là xả mà chẳng thủ chấp tướng. Đây là nhằm dạy Bồ Tát bố thí đúng như Pháp, nghĩa là bố thí mà chẳng chấp tướng, chẳng chấp có tướng người thí, tướng vật đem ra bố thí, và tướng người thọ thí. Người cầu Pháp cần phải biết rõ ba điều sau đây. Một, Niết Bàn là Pháp vô thượng trong hết thảy các Pháp. Hai, tu tám thánh đạo là phương tiện dẫn đến Niết Bàn. Ba, hết thảy các thiện ngữ và thật ngữ trợ giúp rất nhiều cho việc tu tập tám thánh đạo. Người cầu Pháp cũng nên biết có đến 84.000 pháp môn tu trình bày giải rác trong 12 bộ kinh thuộc 4 tạng: A Hàm, A Tỳ Đàm, Tỳ Ni, Tạp Tạng. Người cầu Pháp cũng nên biết rằng kinh Bát Nhã, Ba La Mật và các kinh Ma Ha Diễn nhiếp về Pháp Đại Thừa. Lại nữa, người cầu Pháp phải đọc chép diễn dịch, tránh ước niệm về các kinh điển nhằm có được các lực phương tiện trị các tâm bệnh của chúng sanh. Vậy nên, người cầu Pháp phải thường tu tập lạc Pháp, chẳng nên tiếp thân mạng của mình. Trong kinh có chép các mẩu chuyện sau đây: Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát, dù sanh ra vào thời kỳ không có Phật, dù chẳng nghe được các thiện ngữ trong bốn phương mà vẫn tầm cầu lạc Pháp, tinh tấn chẳng hề giải đãi. Thấy vậy, Thiên Ma hiện thân làm Bà La Môn đến nói với Bồ Tát rằng: Ta có một bài kệ của Phật, nếu ông thuận lột ra làm giấy, trẻ xương làm bút, lấy máu làm mực, thì ta sẽ vì ông nói lạc Pháp cho ông nghe. Bồ Tát tự nghĩ, ta trải qua nhiều đời nhiều kiếp, chẳng nghe được lạc Pháp. Nay ta tự nguyện làm y theo lời dặn của vị Bà La Môn này để được nghe và được ghi chép bài kệ. Lúc bấy giờ Thiên Ma tự biến thành thân Phật thuyết bài kệ cho Bồ Tát nghe. Vừa nghe xong bài kệ, Bồ Tát liền được vô sanh pháp nhẫn. Lại nữa, trong một kiếp trước, Phật Thích Ca Mâu Ni còn là Bồ Tát đã tự nguyện đóng 500 cái đinh vào thân để cầu Pháp. Lại nữa, ví như vua Kim Cương tự cắt 500 chỗ trong thân mình đốt lên làm đèn để cầu Pháp. Như vậy, dù các khổ hạnh rất khó làm, nhưng Bồ Tát vì chúng sanh vẫn nhất tâm tinh tấn cầu Pháp, vẫn nhẫn thọ mọi sự đau khổ. Bồ Tát nghe lời Phật dạy, cầu Pháp là cầu nhất thiết trùng trí, trở nên hướng tâm về Thanh Văn Điện và Bích Chi Phật Điện, nên tự nghĩ rằng, tại sao có rất nhiều tội lỗi gây trở ngại cho sự tu hành, khó được tâm thành tịnh, dù ta chẳng xuất gia, thì khi chết đi, ta vẫn phải từ bỏ thân này, các bậc vua chúa dẫn đến các vị trời được bao nhiêu phước lạc mà vẫn chẳng sao trốn tránh được cảnh chết. Ta phải quyết tâm xuất gia cầu Phật đạo với mong được giải thoát. Trên đây Phật mật ý dạy rằng xuất gia cầu Phật đạo phải là xuất gia với tâm thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm, khác hẳn với 96 lối xuất gia của các hạng ngoại đạo. Người xuất gia hành đạo phải giữ chánh kiến. Trong Phật Pháp có phân biệt hai thứ chánh kiến, đó là chánh kiến thế gian, chánh kiến xuất thế gian